Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thực phẩm không an toàn, hãy cùng lên tiếng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành đã phát hiện nhiều cơ sở có hành vi ngâm tẩm hóa chất vào thực phẩm gây lo lắng cho người tiêu dùng. Vụ việc gần đây nhất là phát hiện một cơ sở chế biến cá khô bằng hóa chất cực độc xảy ra tại Vũng Tàu. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh chế biến hải sản Hoàng Vương, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng hóa chất dùng trong công nghiệp dệt Interos ST50 do Thái Lan sản xuất để ngâm tẩy rửa cá. Đại diện cơ sở thừa nhận đầu năm 2021, họ mua gần nửa tấn hóa chất này để phục vụ việc chế biến hải sản. Đại diện công ty không cung cấp được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, bảo đảm an toàn thực phẩm và các hợp đồng thu gom xử lý chất thải phát sinh từ quá trình chế biến hải sản. Cảnh sát môi trường đã niêm phong thùng còn chất lỏng bên trong để tiếp tục điều tra. Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Thái Bình kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thực phẩm sữa bột, mỹ phẩm các loại do bà Nguyễn Thị Chung làm chủ, địa chỉ số 87 Trần Minh Trọng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Chung, chủ cửa hàng, chưa xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Đội quản lý thị trường số 1 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng để thẩm tra xác minh theo quy định của pháp luật. Cơ sở sơ chế thịt ốc tại khu dân cư Bến Lức, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh do ông Hát làm chủ. Ông Hát cho biết việc pha hóa chất với nước để ngâm thịt ốc là để làm sạch, tươi bóng và tăng ký trước khi giao cho một số chợ và tiệm ăn. Cơ quan công an ghi nhận gần 500 kg hóa chất và hơn 1,3 tấn thịt ốc bươu đã được ngâm hóa chất. Công an đã tạm giữ số tang vật liên quan, tiến hành xác định hóa chất thu được tại cơ sở này. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cơ sở chế biến nông sản của Bùi Văn Sáng, 36 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, phát hiện cơ sở này có hành vi rửa ngâm củ cải bằng hóa chất cấm nên đã lập biên bản và thu giữ vật chứng. Tang vật gồm 1,6 tấn củ cải trắng và 1,5 tấn củ cải đỏ đã được ngâm hóa chất, tổng giá trị là 11,8 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 250 gram bột màu trắng, qua giám định là chất sodium dithionate và sodium sulfate. Các chất này nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức đã xét xử bị cáo Bùi Văn Sáng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do ngâm củ cải bằng hóa chất cấm. Đây là lần đầu tiên cơ quan tố tụng tại thành phố Hồ Chí Minh truy tố xét xử hành vi này. Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ ập vào cơ sở chế biến nội tạng bò tại số nhà 76/10. KB9, phường Tân Hòa do bà Huỳnh Thị Kim Hoa, 33 tuổi làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 6 người đang chế biến nội tạng bò dưới sàn nhà dơ bẩn với số lượng lớn. Công an còn phát hiện nhiều thùng xốp đựng hóa chất màu đen đặc, bên trong chứa hàng trăm ký nội tạng bò. Chủ cơ sở khai mua nội tạng bò tại một số lò mổ trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận với giá rẻ mang về chế biến, tẩy trắng, rồi mang đi các chợ đầu mối ở Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày, cơ sở bà Hoa chế biến khoảng 300 kg nội tạng bán ra thị trường. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ 3 lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn thành phố. Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại khu vực đường Thủy Hoa thuộc tổ 1, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, phát hiện kiểm tra và thu giữ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm 1.200 gói thạch hổ, 1.600 gói rau mực, 3.482 chiếc thạch các loại được xác định của Phạm Nhật Hưng, sinh năm 1983, trú tại tổ 17, phường Pom Háng, thành phố Lào Cai. Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra lô hàng nghi ngờ không rõ nguồn gốc đang tập kết trước cửa số nhà 158, đường Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, phát hiện 4.800 vỉ kẹo sữa, 12.000 túi kẹo trong chóng, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài.
Chủ lô hàng là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1991, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng. Tiếp tục kiểm tra lô hàng của Vùi Ngọc Mừng, sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đang tập kết tại cổng chợ Cốc Lếu. Lực lượng chức năng phát hiện có 60 thùng bia, bên trong chứa 720 chai bia còn nguyên vẹn, vỏ chai có ghi chữ nước ngoài. Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang thông tin liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Vừa qua, nhiều người dân đã ăn bánh mì tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Buôn Chấp, tỉnh Đắk Lắk, có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt và phải nhập viện điều trị. Đơn vị đã lấy 5 mẫu thực phẩm và 2 mẫu bệnh phẩm để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các thức ăn nghi ngờ gây ra ngộ độc là bánh mì thịt, chả, trứng, pate. Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các đơn vị xác minh về nguyên nhân vụ ngộ độc. Huyện Krông Anna cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và hiện tạm đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì để chờ kết luận. Sau khi ăn đám cưới tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, gần 120 người nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. May mắn là không có trường hợp nào tử vong. Ngành chức năng kết luận khu vực xung quanh nơi chế biến bảo quản thực phẩm phục vụ đám cưới không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Cụ thể, khu vực này ngay cạnh chuồng gia súc, nhiều rô nhặn, mặt sân tổ chức đám cưới trên nền đất có nhiều phân gia súc gia cầm. Nguồn nước dùng sơ chế, nấu nướng thức ăn được lấy từ sườn núi, được xác định là không đảm bảo vệ sinh. Theo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Đắk Nông, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm tại đám cưới gia đình ông Hầu Dinh Báo là thực phẩm phục vụ đám cưới bị nhiễm khuẩn, trong đó trực khuẩn Escherichia coli có khả năng cao nhất. Sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng đã phối hợp với địa phương phun thuốc khử độc, diệt côn trùng, vệ sinh môi trường, đồng thời tập huấn, nâng cao nhận thức cho bà con về các vấn đề liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận 6 bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng nghi là do ngộ độc thực phẩm. Trong đó, một cháu đã tử vong sau khi nhập viện, một cháu hiện đang phải lọc máu liên tục, 4 cháu còn lại sức khỏe đã ổn định và sắp được ra viện. Các cháu bé có độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, thở mệt. Người nhà bệnh nhi cho biết các em đều ăn bánh mì kẹp pate và ruốc. Đến trưa, các bé ăn cơm với canh mồng tơi, tôm, thịt bò xào hành tây và bò lagu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã tới lấy mẫu bệnh phẩm, làm xét nghiệm để điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ việc. Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada CFIA cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Golden Way đang thu hồi nấm Enoki mang nhãn hiệu Golden Mushroom trên thị trường do nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria monocytogenes. Sản phẩm bị thu hồi là gói nấm kim châm 200g, đóng trong bao bì màu trắng và xanh lá, in logo thương hiệu Golden Mushroom cùng với tên công ty sản xuất ở mặt trước. Hiện sản phẩm này đã được phân phối đến Food Basics và các cửa hàng bán lẻ khác tại Canada. CFIA và Bộ Y tế Canada khuyến khích người dân không nên tiêu thụ sản phẩm bị thu hồi. Các sản phẩm này nên được vứt bỏ hoặc trả lại cửa hàng theo quy định. Các triệu chứng của nhiễm khuẩn Listeria có thể bao gồm nôn mửa, buồn nôn, sốt dai dẳng, đau nhức cơ, đau đầu dữ dội và cứng cổ. Do vậy, bất kỳ khách hàng nào khi tiêu thụ sản phẩm và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn Listeria cần liên hệ trực tiếp với bác sĩ để khám và chữa trị. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Thực phẩm không an toàn. Hãy cùng lên tiếng trên kênh KRT. Xin chào tạm biệt quý vị.